yếu tố keo. Và khi chúng ta vuốt đó, chúng ta giúp cho cái van này được lưu thông một cách rất là rõ ràng. Đúng không? Và khi mà chúng ta nhả cái chân ra đó, thì khi chúng ta vuốt lên như là chúng ta phá ra cái khóa, phá ra những cái cơn đê đó, làm máu đó, nó ồ ạt, nó chảy xuống như là cái dòng thác, dòng lũ đó, để nó cuốn phăng tất những cái rác thải, những cái tắc nghẽn ở những cái van tĩnh mạch. Và lúc đó nó sẽ làm cho cái việc mà đau khớp gối hoặc suy giảm tĩnh mạch đó là nó được thông. Và hàng ngày đó chúng ta sẽ làm cái này hàng ngày luôn, cộng với cái phương pháp trượt đá thì mọi người sẽ thấy rằng cái chân của những người mà suy giảm tĩnh mạch đó chỉ cần làm khoảng từ 4 đến 7 lần đó, nó sẽ thon gọn và nó không còn những cái nếp nhăn, nếp gãy hoặc là những cái bị sình phù nề hoặc là những cái tĩnh mạch mà nó nổi lên nữa. Rồi, được 10 lần chưa? Rồi bây giờ chúng ta lại cho quả bóng ép kéo gối, ép sâu hơn ở mức vừa rồi. Đó, ép sâu hơn đó. Khi mà mới lần đầu tiên mọi người sẽ thấy đó, nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái và ép sâu hơn. Và tiếp theo chúng ta làm gì ạ? Vỗ hai đủ, vỗ đồng hồ đúng không ạ? Rồi bắt đầu vỗ. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Được, làm việc. Chỉ vỗ là vỗ ra. Đó. Khi chúng ta vỗ là vỗ là chúng ta đang lưu thông cái bao mạch nhỏ dẫn máu vào cái vùng gối đấy. Nó giúp cho cái xương, cái khớp của chúng ta hồi phục. Rồi tiếp theo làm gì ạ? Rồi chúng ta vuốt từ ống chân đúng không ạ? Hoặc là vuốt từ phía trước của hai đầu gối lên phía hai bên cái khe của đầu gối. Khi mà mọi người vuốt, mọi người sẽ phát hiện ra hai bên cái khe này đó có những chỗ nó lục cục, đó, nó khô hoặc là có những cái điểm đau đó, thì đấy chính là những điểm tăng nghẽn. Thì chúng ta sẽ tập trung lực và tập trung cái thời gian của chúng ta vào vuốt những cái vị trí đó. Ngoài việc mà chúng ta vuốt từ cái phần ống lên đến hai cái đầu gối, chúng ta còn vuốt cả hai bên cái kheo lên đầu gối. Và trong lúc đó chúng ta quan sát giúp cho em cái van tĩnh mạch mà nó nổi lên xanh xanh đó, thì đấy chính là nó. Và chúng ta sẽ làm vuốt, làm thông cho nó để nó giải tỏa những cái thông, cái nghẽn. Và mọi người sẽ thấy càng ngày cái chân của chúng ta càng nhẹ nhàng và chúng ta càng ngày chúng ta càng co vào rất là sâu. Ok, đó, chúng ta phải làm 10 lần. Ok, và mọi người sẽ thấy cái phương pháp này rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần làm một buổi sáng ngày hôm nay đó là chúng ta có thể về chúng ta tự làm cho chúng ta. Và ngoài ra chúng ta có thể giúp cho người thân bằng cách hướng dẫn hay làm cho họ. Ok chưa? Và chúng ta làm liên tục trong vòng khoảng 4 đến 10 ngày thì mọi người sẽ thấy cái hiệu quả của nó là hết sức kỳ diệu luôn. Ok, rồi sau khi vuốt xong thì chúng ta lại xuống và chúng ta lại vuốt từ ống chân lên đến cái đầu gối. Mọi người cố gắng là chúng ta vuốt nguyên kỹ và mạnh lên, đúng không? Càng vuốt mạnh chúng ta sẽ thấy là hiệu quả càng cao. Ok chưa? Và tất nhiên là trong cái quá trình mà chúng ta tác động đó thì hôm nay đó thì sẽ có vài anh chị em về chúng ta sẽ thấy cảm thấy hơi ê ở cái đầu gối, bởi vì do cái tác động của chúng ta. Nhưng mà ngày nào chúng ta cũng tác động đó thì mọi người sẽ thấy cái hiệu quả của nó rất là thần kỳ và rất là dễ dàng, đúng không? Đây là một cái phương pháp chữa bệnh không sử dụng thuốc mà mọi người thấy rằng ai chúng ta cũng có khả năng làm được, đúng không? Và cái việc mà chúng ta làm tốt và những cái kỹ năng đó thì nó giúp cho chúng ta làm rất hiệu quả. Rồi, chúng ta làm 10 cái. Nhất thật kỹ càng đó, chúng ta làm 10 cái, đúng không ạ? Nhất thật càng kỹ càng càng tốt. Rồi, tiếp theo là chúng ta lại làm gì ạ? Cho quả bóng vào keo và ép chặt cái gối của chúng ta vào mức cao nhất. Ok chưa? Rồi mọi người đang chéo hai tay để chúng ta tóm được cái cổ chân đó, để chúng ta ép vào một mức sâu nhất. Đó, ép sâu nhất có thể, rồi ép sâu hơn nữa. Đó, có thể ép sâu hơn nữa. Rồi ok.
Khi mà ép sâu đó, mọi người sẽ thấy là chúng ta có thể giúp cho người bệnh bằng cách là chúng ta không có giam tay vào. Rồi, lùi xuống nữa. Đó, chúng ta sẽ tóm lại ở lần thứ ba này. Một này. Vâng, không sao đâu. Rồi, cô cứ đan tay vào, chịu khó một chút. Đấy, đan tay vào giữ cái này. Đó, thì mình tùy theo lực này. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này. Thì mình sẽ làm cho cái chân nó nhét sâu hơn nữa, đúng không? Rồi, lúc này đó, tiếp theo, đó, mọi người chúng ta bắt đầu làm đi. Đúng rồi, giống cô đó. Đó là chúng ta tự làm cách chúng ta đẩy nó về phía trước. Đó, chúng ta đẩy nó khoảng từ 5 đến 10 lần. Đó, để làm sao để chúng ta hóa chặt hơn các cái long mạch ở háng và ở đầu gối, giúp cho cái quá trình chúng ta tác động lưu thông nhiều cái mạch máu hơn và giúp cho cái quá trình của chúng ta đem lại cái hiệu quả cao hơn. Được chưa? Và sau khi mà chúng ta đẩy khoảng từ 5 đến 10 lần thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bước thứ ba, đó là chúng ta bắt đầu vô hàng đầu gối. Ok chưa? Rồi, vô hàng lên nào. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, ok. Tiếp theo làm gì ạ? Rồi, lại vuốt cái đầu gối của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Rồi, chúng ta tùy mang cái lực vào các bàn tay hoặc vào các ngón tay, đúng không ạ? Chúng ta miết thật mạnh lên, đúng không? Từ cái phần ở cái phần bắp chân lên đến hai bên hõm của xương đầu gối. Và lúc này đó chúng ta rờ xem đó, chúng ta vuốt để chúng ta xem những cái điểm mà nó lục cục, đó là những cái điểm thiếu máu. Những cái điểm mà nó bị đau đó, mà nó bị nhức đó, đó là những cái điểm mà nó gây ra tắc nghẽn, thì chúng ta tác động ở chỗ đó nhiều hơn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.